tinh thần của Phật giáo em nghĩ ảnh hưởng lớn nhất với em qua cái triết lý đó là nhân quả. Nhân quả. Nhân quả. Có một cái điều mà em luôn tâm niệm trong đầu đó là mình làm điều tốt bây giờ thì về sau cái chữ thì đấy em sẽ để trong ngoặc kép, thì về sau mình sẽ nhận được những cái quả ngọt. Em để ngoặc kép ở đây đó là bởi vì em không phải em làm điều tốt để mà em mong chờ những cái nhân quả về sau nó sẽ đưa lại cho em, mà đơn thuần em chỉ là em vẫn muốn làm điều tốt, em muốn lan tỏa tinh thần cộng đồng người điếc, em muốn giúp các bạn ấy có nhiều kỹ năng hơn trong cuộc sống để mà khi các bạn ấy về sau có gia đình, có những công ăn việc làm khác, các bạn ấy sẽ trở nên tự tin hơn. Và em không biết là đến cái lúc đấy thì em sẽ nhận lại được cái gì, nhưng em chỉ biết được rằng là mỗi lần khi mà em làm những điều tốt đấy thì em có rất là nhiều động lực. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.